Một hình ảnh đã và đang gây sốt trên khắp cõi mạng và lấy đi nước mắt của bao nhiêu con người. Ngoại đứng đấy với chiếc áo ni lông mỏng manh và gió có thể xé rách không biết lúc nào, nhưng ngoại vẫn đăm chiêu trong đợi chờ, để rồi những hạt mưa vô tình làm rét buốt đến run rẩy. Mái tóc pha sương ướt nhẹp qua tấm khăn che, cũng không thể che đi khuôn mặt khắc khổ trước những hạt mưa lạnh vỡ tan bay theo cơn gió, cuốn xoay đôi vai gầy của ngoại. Ngoại đứng đó, đau đáu niềm tin chờ đợi đứa cháu trai mà không phải là ruột thịt. Nhưng tình thương của ngoại gửi về đứa cháu trai nhỏ ấy thì đậm sâu hơn cả thế. Yêu thương vốn dĩ là vô hình, nhưng sức mạnh của nó thì không một thước đo nào đo hết. Cứ nhìn đi, dưới cơn mưa có một vóc dáng teo tóp, gương mặt nhăn nheo và ánh mắt đang hướng về, mong ngóng những phút giây khi chàng trai nhỏ ấy tỏa sáng trên sân khấu. Những giọt mưa vô tình kia không ngừng trút xuống, bay phản phất dưới ánh đèn làm mờ đi ánh nhìn của ngoại vì cay xè đôi mắt. Và rồi có ai đo được niềm vui và hạnh phúc của ngoại được bù đắp là bao nhiêu không? Khi tiếng hát của chàng trai nhỏ bay cao giữa mênh mông đất trời Trà Vinh, mảnh đất tình người, tình mẹ bao dung. Mảnh đất thấm đẫm những giọt mồ hôi chát mặn để cho người đến người đi không quên rửa sáp ngọt mềm. Dẫu ngày mai trên những nẻo đường, bàn tay ngoại lắm chai sần không còn đủ sức. Ngoại ở đây vẫn nhóm ngọn lửa lòng với niềm tin và tình thương bao la rộng lớn, hướng theo bước chân đứa cháu trai của ngoại như ngọn lửa xanh mãi không bao giờ tắt giữa mưa gió tơi bời. Vâng, thưa quý vị thân mến, sự kiện Festival 100 năm rửa sáp Trà Vinh đã trôi qua 2 ngày rồi, nhưng vẫn còn đó những hình ảnh khiến ai xem qua cũng không khỏi xúc động. Ngoài cái tình của người dân địa phương dành cho chương trình, dành cho các anh chị em nghệ sĩ, thì khán giả FC Nhà Xanh Đọt Chuối của Hồ Văn Cường, những cảm xúc về chuyến đi Trà Vinh theo bước chân chàng ca sĩ trẻ vẫn còn đó những ngọt ngào và đắm chìm trong lưu luyến. Nhìn hình ảnh của những bà ngoại, những người mẹ và các cô chú anh chị, kể cả các em nhỏ nữa, họ là fan, là khán giả yêu thương nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường từ những miền quê xa xôi khác nhau cùng đến với sự kiện rửa sáp Trà Vinh. Họ có thể đứng hàng giờ dưới mưa với chiếc áo ni lông mỏng manh chỉ để được ngắm nhìn và nghe nam ca sĩ mình yêu thương xuất hiện trên sân khấu. Đây không phải là lần đầu tiên FC Hồ Văn Cường đứng dưới mưa chờ nam ca sĩ. Nếu những ai đã từng theo dõi ca sĩ Hồ Văn Cường, chắc hẳn không quên những khoảnh khắc mà khán giả tắm trong mưa, đợi chờ nam ca sĩ vào ngày 1 tháng 10 năm 2022, khi Hồ Văn Cường được mời ra Hòa Bình hát trong sự kiện của VP8 Thành Đạt. Vâng, với tình yêu thương mà FC Xanh Đọt Chuối dành cho ca sĩ Hồ Văn Cường, không chỉ có các cô chú anh chị đồng nghiệp đi trước, hay các bầu sâu của các nhà hát lớn ngưỡng mộ, mà còn khiến cho các nhà sản xuất chương trình cũng phải nể phục. Như mới đây, tổng đạo diễn chương trình sự kiện Festival Rửa Sáp Trà Vinh cũng phải cảm động và suýt xoa, rồi thốt nên lời khi chứng kiến những hình ảnh như này. Anh nói, thấy thương và lần đầu thấy FC Hồ Văn Cường hết mình và yêu thương cậu ca sĩ nhỏ như thế. Dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ để được thấy và nghe Hồ Văn Cường ra sân khấu, những light stick rực sáng và hát theo rồi gọi tên. Đối với mình làm rất nhiều chương trình rồi, mà thật sự đêm 25 tháng 8 tại Festival 100 năm Rửa Sáp Trà Vinh, mình mới thấy cảnh tượng này. Mấy trăm cô chú và các bạn trẻ, trong đó có cả trẻ em từ khắp nơi đến Trà Vinh để ủng hộ cho Hồ Văn Cường, mình cảm xúc thật sự và xin được chia sẻ. Bên dưới dòng status của tổng đạo diễn chương trình, những khán giả của nam ca sĩ không ngần ngại mà trải lòng. Chân thành cảm ơn anh đã chia sẻ, chúng tôi luôn yêu thương cậu ca sĩ Hồ Văn Cường vì cậu ấy có giọng hát hay, hơn nữa cậu ấy còn có một nhân cách đẹp. Chúng tôi tự hào và hạnh phúc khi trao niềm tin và tình yêu đúng người. Dẫu trời nắng cũng được, mưa cũng không sao, sâu to hay nhỏ gì cũng được, miễn là có idol của chúng tôi hát. Ngồi đâu cũng được, đứng đâu cũng được, miễn là xem được idol biểu diễn là hạnh phúc không của riêng ai đối với FC Xanh Đọt Chuối của chúng tôi. Chúng tôi rất thích xem show trực tiếp, vì nghe và nhìn trực tiếp là những khoảnh khắc chân thật đáng yêu nhất của cậu ấy. Nên là dù show bán vé hay show không bán vé, chúng tôi cũng cố gắng thu xếp mọi công việc có thể để đi. Mỗi show của cậu ấy, chúng tôi đều nhận thấy có những cái hay riêng khó quên. Như đi show Trà Vinh này, Hồ Văn Cường để lại trong lòng khán giả một ấn tượng thật sâu sắc nhất. Trời thì không ngừng trút mưa, cậu ấy thì đầu trần, tay giơ lên đỉnh đầu vừa che vừa hát. Chúng tôi vừa thương vừa lo cho cậu ấy vô cùng, thương là vì cậu ấy thấu hiểu được chúng tôi xa xôi đến đội mưa chờ cậu. Còn lo là sợ cậu ấy mất đi cảm xúc khi hát bài hát chủ đạo của chương trình, vì bài hát Rửa Sáp Quê Mình cậu chỉ mới tập có ít ngày, mà chương trình lại phát sóng trực tiếp trên 20 kênh truyền hình khắp cả nước. Thế mà cậu ấy lại hát cảm xúc quá tròn trịa, từng giai điệu lời ca hòa quyện vào nhau qua chất giọng dân ca Nam Bộ đặc trưng. Tiếng hát của cậu ấy đã chạm vào trái tim người nghe ở những câu đầu tiên trên tầng sóng của 20 tỉnh thành. Lúc trở về, mấy cô chú anh chị ai cũng có những cảm xúc riêng,
những lắng đọng và nhiều kỷ niệm luôn xao xuyến khó quên. Idol của chúng tôi lúc nào cũng tình cảm, dễ thương, tâm lý và hát hay nữa. Cảm ơn vì một đêm diễn thật là tuyệt vời, cảm ơn những chia sẻ thật lòng của anh là người tổng đạo diễn chương trình. Mặc dù mưa rất to nhưng đêm khai mạc festival đã rất thành công. Một lần nữa cảm ơn anh tổng đạo diễn tài ba cùng những cảm nhận của anh về ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường. Chúc anh có thật nhiều sức khỏe, cảm xúc và năng lượng tích cực để theo đuổi với nghề, mong sẽ được theo chân idol Hồ Văn Cường đến những sân khấu lớn và chuyên nghiệp như thế này của anh. Kính thưa quý vị, tạm khép lại dư âm sự kiện festival Dừa Sáp Trà Vinh, cháu con em xin phép chia sẻ về live show Nhâm Nhi guitar 15 tháng 9 sắp đến của ba chú cháu. Song Cường và thầy Minh Trí qua tâm sự của chị Sơn Ca, một khán giả dành tình yêu đặc biệt và có nhiều bài viết hay về anh bạn nhỏ Hồ Văn Cường. Chị nói, nếu được chọn một show ca nhạc để xem giữa muôn vàn show diễn phòng trà lớn nhỏ, mình sẽ luôn luôn ưu tiên vị trí số 1 cho Nhâm Nhi guitar của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ca sĩ Hồ Văn Cường. Mình chọn tên cho bài viết này là Yêu Thương và Thấu Hiểu vì rất rất nhiều lý do. Vì sao lại là yêu thương? Tình yêu thương của khán giả dành cho cậu ấy rất đổi đặc biệt, nó không chỉ đặc biệt mà còn là duy nhất. Là một người làm dịch vụ, mình hiểu rằng khi khách hàng bỏ tiền ra mua dịch vụ của mình, họ sẽ luôn đòi hỏi phải nhận lại được giá trị tương đương với số tiền mà họ đã bỏ ra. Chỉ duy nhất với chàng trai Hồ Văn Cường là khác biệt, mọi người sẽ thấy khán giả bỏ ra rất nhiều tiền để đến với các show diễn của cậu ấy. Nào tiền vé xem show, vé máy bay, vé xe vé tàu, tiền ăn tiền uống. Nhưng khán giả của cậu ấy chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, nghe cậu ấy hát, nghe cậu ấy nói chuyện, nhìn thấy cậu ấy cười là đã đủ vui rồi. Chắc rất hiếm khi đi xem ca nhạc mà khán giả cứ lo lắng sợ ca sĩ hát nhiều sẽ mệt, cứ nói vọng lên nghỉ mệt đi con, uống nước đi con, thôi nghỉ hát đi con mệt rồi đó. Khi cậu thông báo kết thúc show diễn, khán giả còn cảm thấy nhẹ nhõm mà nói đúng rồi nghỉ đi con. Đối với những người thương yêu cậu ấy, cậu không những là idol mà còn là một đứa con, đứa cháu trong nhà. Có một cảm xúc mà không biết có bao nhiêu khán giả đồng tình với mình, dù đã nghe cậu hát rất nhiều show, nhưng lần nào cậu hát là lòng mình lại lo lắng không thôi. Mặc dù mình rất tin tưởng vào năng lực và tài năng của cậu, nhưng nước mắt thì luôn chảy xuôi, ba mẹ ông bà thì mãi yêu thương con cháu. Để có được một show Nhâm Nhi guitar trọn vẹn và nhiều cảm xúc, thì chắc hẳn ekip đã phải chuẩn bị rất lâu và rất cẩn thận. Những người đồng hành cùng cậu, dạy dỗ nâng đỡ, những người luôn luôn bên cậu từ lúc mưa gió bão bùng đến khi trời quang mây tạnh. Những người đã nhìn cậu bước ra từ bóng tối, một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu chắc có lẽ trào dâng bao niềm cảm xúc. Vì sao lại là thấu hiểu? Thấu hiểu ở đây mình muốn dành cho ekip dàn dựng, tổ chức từ phía nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, cô Uyên, thầy Minh Trí. Họ đã hiểu được sở trường của cậu, điểm mạnh điểm yếu của cậu, dàn dựng những tiết mục phù hợp nhất nâng tầm giọng hát của cậu. Vì thấu hiểu cộng thêm cả yêu thương, nên đối với ekip họ luôn dành cho cậu những sự động viên, tin tưởng, khen ngợi để cậu vững lòng tin và tỏa sáng theo cách riêng của cậu. Cậu được là phiên bản tốt nhất của cậu, trong vòng tay yêu thương và sự thấu hiểu của những người đồng hành cùng cậu. Đối với khán giả của cậu, ngoài việc thích nghe cậu hát ra, mọi người còn thích nghe cậu trò chuyện tâm sự, thích được nghe cậu trải lòng mình thoải mái chia sẻ hơn. Dường như nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường rất hiểu điều này, nên Nhâm Nhi guitar đã làm được điều ấy, làm cho cậu nói chuyện chia sẻ nhiều hơn, giúp khán giả hiểu và yêu thương cậu nhiều hơn. Nếu đã yêu thương như thế, thấu hiểu như thế, thì Nhâm Nhi guitar là một show diễn xứng đáng để chúng ta tự hào. Một show diễn vô cùng đặc biệt, đêm nhạc của sự yêu thương và thấu hiểu. Xin nhắn anh bạn nhỏ đôi lời, con đang là một phiên bản tốt nhất của mình qua từng ngày, vì trái tim con ấm áp, tiếng hát con ngọt ngào, tuổi thanh xuân của con sống xứng đáng. Hãy luôn nhìn về phía trước để đón nhận thử thách, hạnh phúc luôn ở bên con.